Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, mỗi khi chúng ta đi chùa hay nói chuyện với những người Phật tử chúng ta thường hay nghe nói rằng làm sao chúng ta có được phước đức và chúng ta làm những điều gì để chúng ta có được cái phước đức đó. Khi chúng ta đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, nghe quý thầy thuyết giảng, trình bày những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn, thì hôm nay chúng tôi sẽ đọc lại những lời Phật dạy về 10 cách gieo trồng phước đức để cho chúng ta cùng nghe và chia sẻ, và từ chỗ đó chúng ta thăng tiến trên cái tinh thần tạo duyên lành, gieo phước đức. Đức Phật dạy 10 cách gieo trồng phước đức được nói ở trong kinh Phước Đức Vẹn Toàn. Thứ nhất, luôn gần gũi người hiền, lánh xa kẻ xấu ác, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Thứ hai, biết chọn môi trường tốt để làm các việc lành, cùng hướng về đường thiện là phước đức lớn nhất. Thứ ba, siêng học lại giỏi nghề, biết gìn giữ đạo đức, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Thứ tư, biết hiếu dưỡng cha mẹ, thương yêu gia đình mình, lại làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Thứ năm, sống vui vẻ bố thí, giúp gia đình người thân, bình đẳng tùy theo duyên là phước đức lớn nhất. Thứ sáu, tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, siêng năng làm việc lành là phước đức lớn nhất. Thứ bảy, biết khiêm cung lễ độ để học hỏi điều hay, nhớ ơn và đền ơn là phước đức lớn nhất. Thứ tám, biết kiên trì phục thiện, thân cận bậc hiền thánh, siêng năng cùng tu học là phước đức lớn nhất. Thứ chín, sống tinh cần tỉnh thức, biết quay lại chính mình để sống đời giải thoát là phước đức lớn nhất. Thứ mười, làm việc cùng mọi người tâm không hề thay đổi, não phiền dứt an nhiên là phước đức lớn nhất. Đức Phật xác định bằng một bài kệ như sau: ai sống được như vậy, ở đâu cũng hạnh phúc, an nhiên và tự tại vì phước đức vẹn toàn. Đó là Đức Thế Tôn dạy 10 điều để chúng ta có được phước đức lớn. Khi quý nam nữ cư sĩ Phật tử nghe 10 điều Đức Thế Tôn nói về phước đức lớn ấy, thì chúng ta thử nghĩ và chọn cho mình, nếu không được 10 điều một cách toàn vẹn thì có thể là 1 điều, có thể là 2 điều hay 5 điều, 7 điều, để chúng ta làm chất liệu, chúng ta làm tư lương và lấy đó làm yếu tố tiến thân trên con đường tạo dựng phước đức, để chúng ta có được một cái cuộc sống giá trị và có được một cái ý nghĩa mà quý đạo hữu đã nghe trong kinh Pháp Hoa giảng dạy rằng thế nào gọi là Phật tử, là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật pháp phần, thị danh Phật tử. Người Phật tử được định nghĩa và hiểu rằng từ nơi miệng của Đức Phật sinh ra, từ nơi giáo pháp của Đấng Thế Tôn sinh ra, hiểu được một phần nào giáo pháp của Đấng Thế Tôn thì gọi là Phật tử. Chân thành
Kính cảm ơn toàn thể quý đạo hữu và áp dụng lời Đức Thế Tôn giảng dạy trong cuộc sống của mình để đầy đủ ý nghĩa và xứng đáng của người con Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.